Chuyên viên đang chuẩn bị tiến hành công tác làm nổi lại chiếc tàu Costa Concordia, kính thưa quý vị, tin từ Giglio. Những công tác chuẩn bị để lật lại chiếc tàu Costa Concordia dài 290 thước đang chìm một nửa gần bờ đảo Giglio đã được hoàn tất. Khoảng 500 kỹ sư đã sống ở trên đảo Giglio trong suốt năm qua để thực hiện công tác kéo chiếc tàu và họ sẽ kéo chiếc tàu đứng lên vào ngày mai nếu thời tiết thuận lợi. Chiếc tàu có trọng tải là 114.500 tấn, dài bằng 3 sân túc cầu, đã bị đụng đá ngầm và lật chìm vào ngày 13 tháng Giêng năm ngoái, làm cho 32 người bị thiệt mạng. Công trình làm cho chiếc tàu nổi lên và kéo đi nơi khác là một công trình phức tạp chưa từng có. Nếu khí hậu tốt, qua công tác gọi là port buckling, sẽ thấy chiếc tàu được lật lên từ từ bằng một hệ thống dây cáp và các máy thủy lực. Kỹ sư nói rằng công trình port buckling sẽ hoàn tất trong vòng thời gian 12 giờ đồng hồ, nhưng có thể có những điều bất ngờ xảy ra. Một viên chức cao cấp của công ty chủ nhân Costa Cruises ước tính chi phí kéo chiếc tàu là trên 600 triệu euro, cao hơn giá của chính chiếc tàu. Ông Nicolas Lowen là người chỉ huy của công trình chiếc Costa Concordia nói rằng ngày mai sẽ là một ngày vĩ đại, mọi sự chuẩn bị cho giai đoạn Port Buckling đã hoàn tất. Ông ta cũng rất căng thẳng về tinh thần, thao thức trước công tác kéo tàu chìm chưa từng có trong lịch sử. Công tác làm cho chiếc tàu nổi lên trở lại là công tác phức tạp và khó khăn nhất. Khi chiếc tàu được kéo nổi lên, kỹ sư sẽ làm cho các công tác gọi là ổn định trước khi kéo chiếc tàu đi nơi khác.